Chào các bạn, kênh Phụ Nữ Và Gia Đình hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món bao tử chiên xù. Để làm được món bao tử chiên xù thì mình gồm có những cái nguyên liệu sau: bao tử, muối, giấm, hạt nêm, bột chiên giòn, bột chiên xù, với lại một số nguyên liệu như là hành tím với lại tỏi với lại ớt để mình ướp vô cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sạch bao tử. Thì cái bao tử này là khoảng tầm 600g. Mình sẽ làm sạch nó bằng cách là mình cho nó vào một cái tô. Sau đó thì mình sẽ cho giấm ăn vào. Với cái bao tử này thì mình cho khoảng tầm 5 muỗng giấm ăn vào nha các bạn. Và cho khoảng tầm 1 muỗng rưỡi muối vào. Sau đó thì mình sẽ dùng tay để mình nhào bóp cho cái bao tử này nó được sạch. Thì giấm ăn thì sẽ khử mùi cho bao tử, còn muối thì sẽ làm cho bao tử nó sạch hơn, nó hết nhớt. Các bạn cứ lộn phần bên trong ra và sau đó thì cứ nhào bóp cho nó sạch. Sau khi mà mình nhào bóp cái bao tử của mình qua giấm với lại muối á, trong vòng khoảng 5 phút thì mình thấy là nhớt trong cái phần bao tử cũng ra rất là nhiều. Thì sau đó mình sẽ cho bao tử của mình đi rửa lại với nước sạch nhiều lần là bao tử mình sẽ sạch và hết mùi hôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ luộc cái bao tử này qua nước sôi. Thì bây giờ mình sẽ cho một cái nồi lên bếp, cho nước xăm xắp bao tử thôi nha các bạn. Chờ nước hơi sôi thôi, hơi nóng lên á thì mình mới cho bao tử vào. Mình sẽ cho cái phần bao tử đã rửa sạch với nước cho vào trong nồi này luôn. Thì mình sẽ cho thêm khoảng một nhúm muối vào trong cái nồi nước luộc này luôn nha các bạn. Muối mà bỏ vô cái nồi nước này á là để giúp cho cái bao tử của mình nó được sạch hơn, với lại cũng giảm đi cái phần mùi hôi. Trong lúc luộc á, các bạn lưu ý là mình sẽ dùng đũa mình trở đều cái bao tử này, trở qua trở lại cho nó chín đều cái bao tử. Dù mình đã rửa qua nước giấm với lại muối và rửa lại nhiều lần với nước sạch nhưng mà mình vẫn phải luộc qua như thế này để cho bao tử của mình nó được săn lại với lại là nó sạch hơn nha các bạn. Để mà mình mua được cái bao tử cho nó ngon, khi mà mình làm lên cái món ăn nhìn nó trông nó đẹp mắt với lại là ngon miệng hơn á, thì các bạn lưu ý là khi ra ngoài chợ hoặc là đi vào siêu thị á, là mình nên lựa những cái bao tử mà bên ngoài mình cảm thấy nó là hồng hào và khi mà mình ấn vô nó vẫn còn cái độ co giãn. Và cũng đừng có nên lựa cái bao tử to quá, mình chỉ cần lựa cái bao tử khoảng tầm nửa ký cho đến là 700g là cái bao tử đó là nó vừa để ăn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có cái độ giòn dai. Mình sẽ trở đều qua lại và chờ cho nó sôi trong vòng khoảng tầm 2 đến 3 phút là mình sẽ cho cái bao tử này ra. Nhớ là lưu ý đừng có luộc lâu quá, vì khi mà luộc lâu quá như vậy thì bao tử của mình nó sẽ hết giòn, tại vì mình còn phải chiên nữa. Bao tử của mình luộc trong vòng 3 phút thì nó sẽ săn lại như thế này. Thì như vậy là mình đã có thể gấp ra được rồi các bạn. Đừng để lâu quá nha các bạn. Sẽ cho nó ra một cái tô. Sau khi mà bao tử của mình trần qua nước sôi khoảng tầm 3 phút rồi á, thì mình lấy ra và sau đó mình có thể là rửa lại với nước sạch. Thì mình đã rửa lại với nước sạch rồi. Bây giờ mình sẽ cạo hết cái phần trắng này. Cái phần trắng này là cũng là cái phần bận dơ của cái bao tử. Mình làm sạch thì khi mà mình làm cái món ăn của mình lên á thì nhìn nó sẽ hấp dẫn, chứ là nó sẽ không có còn mùi. Tại vì bao tử nếu mà mình không làm kỹ á, thì nó dễ có mùi hôi lắm. Rồi, mình sẽ mang bao tử này đi rửa lại một lần. Bây giờ mình sẽ cắt cái bao tử này ra. Mình sẽ bổ dọc theo cái đường như thế này để dễ cắt làm đôi cái bao tử ra trước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt thành những cái miếng nhỏ
bạn cắt khoảng tầm 2cm một miếng nha. Đừng cắt mỏng quá thì nó cũng chiên lên nó cũng không ngon. Mà cắt to quá thì cái miếng khi mà chiên lên nhìn nó cũng không có đẹp mắt lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vào cái tô. Đây là phần bao tử mà mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị cho nó. Mình sẽ ướp hành tím với lại một trái ớt với lại khoảng 2 tép tỏi để cho nó thơm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ băm cái phần tỏi với lại hành tím này ra. Cái ớt nữa vào bằng nhuyễn chung luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nguyên liệu này vào trong cái tô bao tử của mình nha. Bây giờ mình sẽ ướp hạt nêm vào trong bao tử này khoảng tầm một muỗng nha các bạn. Tại vì do là trong cái phần bột chiên giòn của mình thì nó cũng đã có gia vị sẵn rồi, cho nên là lưu ý đừng có ướp nhiều quá thì lát chiên lên nó sẽ mặn. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng đũa để đảo đều cái bao tử để cho nó ngấm cái phần gia vị này vào. Thì các bạn sẽ để nó khoảng tầm 15 phút cho cái bao tử của mình nó ngấm với hạt nêm. Đây là bột chiên giòn, thì bây giờ mình sẽ cho nước vào để đánh bột lên. Thì mình sẽ cho với nửa chén bột chiên giòn như vậy thì mình sẽ cho khoảng tầm 3 muỗng, 3 đến 4 muỗng. Các bạn lưu ý là cũng đừng có cho nhiều nước quá, thì khi mà mình đánh lên như vậy á, làm cho cái bột của mình nó loãng á, thì mình sẽ khi mà mình chiên á thì cái phần bột nó sẽ không có dính vô trong cái phần. Chắc mình phải cho thêm một muỗng nữa quá, nó hơi khô. Lưu ý là nhớ đừng có cho nhiều quá nha các bạn. Khi mà mình chiên như vậy thì bao tử của mình nó sẽ không có dính với bột, nó sẽ rời ra, làm cho cái miếng bao tử của mình nhìn trông nó xấu lắm, nó không có đẹp mắt. Thêm một muỗng nữa, vậy là tổng cộng 5 muỗng nha các bạn. Từ từ thôi, không có vội, mình đổ nhiều quá thì nó sẽ bị lỏng. Mình sẽ cứ cho từng muỗng một và mình đánh lên, đánh đều tay để bột của mình nó không bị vón cục. Được rồi các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chiên cái phần bao tử này. Thì mình sẽ cho một cái chảo không dính lên trên bếp, và sau đó thì các bạn cho dầu vào. Lưu ý là cho nhiều dầu nha các bạn. Cho nhiều dầu để mà chiên nó sẽ mau vàng hơn, với lại là nó sẽ không bị dính. Mình sẽ nhúng cái bao tử này vào trong bột chiên giòn. Các bạn cứ nhúng trở đều tay. Sau đó thì mình sẽ gấp bao tử của mình ra. Cũng không cần phải nhúng cho nó nhâm, cũng không cần phải là nhúng nhiều bột quá nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ lăn qua bột chiên xù, mình lăn cho nó áo hết cái lớp bột chiên xù ở bên ngoài luôn. Rồi, như vậy là mình sẽ cho vào trong chảo. Để cho cái món bao tử của mình sau khi mà chiên xong á, được giòn với lại là xù hơn á, thì mình nên lưu ý là để cho cái chảo dầu của mình sôi thiệt là sôi. Thì mình bỏ vào nó sẽ dễ vàng hơn. Đây. Đây mình sẽ nhúng tiếp những miếng còn lại. Nhớ là lăn cho cái phần lớp bột chiên xù nó áo hết cái phần bao tử luôn nha các bạn. Áo hết bên ngoài luôn. Các bạn lưu ý là khi mà mình cho cái phần bao tử chiên này vào rồi thì mình
để đều một mặt rồi mình hãy trở nha các bạn. Tại vì mình khi mà mình trở thường xuyên như vậy thì sẽ làm cho cái lớp bột ở bên ngoài nó dễ bị rớt ra. Các bạn chiên thì lưu ý là mình để nhiệt độ vừa thôi, chứ mình để nó nóng quá thì nó dễ bị cháy á. Những miếng này đã vàng rồi mình sẽ trở qua, không trở là nó sẽ dễ bị khét. Khi mà chiên bao tử của mình đã vàng được hai bên rồi đó các bạn, thì bao tử của mình cũng đã chín rồi, thì sau đó các bạn sẽ gấp nó ra và cho nó lên một cái giấy thấm dầu. Thì món này mà ăn kèm với tương ớt hoặc là nước tương gì cũng được hết nha các bạn. Hấp dẫn quá đúng không các bạn? Không chờ thêm được nữa thôi, mình sẽ xịt tương ớt ra cái chén này và sau đó là mình sẽ ăn thử. Bây giờ mình sẽ lấy miếng này nha. Đây, mình sẽ chấm cho thiệt nhiều tương ớt tại mình cũng thích ăn cay. Đây. Đó. Và mình sẽ ăn thử nha. Bên ngoài thì lớp bột của nó nói chung là rất là giòn, tại vì có bột chiên xù với là bột chiên giòn đó các bạn. Bên trong thì bao tử của mình cũng dai dai, nhòn giòn, thì ăn kèm với tương ớt nữa cho nên là cái vị của nó cũng cay cay. Nói chung là rất là ngon, các bạn làm thử nha. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ Và Gia Đình nhé.